và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với trên của mình là Dung Nói Đẩy. Thế hôm nay mình sẽ tục với Steve Lucasi. Thì trước khi bắt đầu video, quả nhất là cho mình like một xem ký nha. Rồi được rồi, giờ này mình sẽ làm về vô số zombie đi các bạn này. Gọi là đống zombie luôn này, cho chiến các bạn nha. Chưa đấy, sợi tuyệt vời đấy, mình sẽ mua nhiều một tí đấy. À, cái con zombie em xịt này các bạn, cái mặt của con zombie em xịt này em thấy là có thêm cái gọi là cái người ta gọi là cái gì nhỉ, người ta gọi là cái mũ đúng không, nhưng thực ra không phải cái mũ đâu bạn, nó triệu hồi ra, nó không có mũ. Ảo thật đấy, hàng fuck kẻ em chỉ có thế đấy, hàng fuck kẻ chỉ có thế thôi. Đéo tin sẽ làm về giãn sự tốn đi các bạn, làm về giãn sự tốn đi được chưa. Hôm nay mình sẽ làm về giãn sự tốn các bạn nhá. Thế nào, thực ra là mình làm zombie nhưng mà tất cả em thích làm về giãn sự tốn hơn các bạn. Nào được rồi, đi thôi. À, sơn tí skin cho nó chiến bạn đấy. Gip John pha kẻ đấy, đây người ta gọi là Gip John pha kẻ các bạn, hàng phách kẻ, hàng phách kẻ xịn quá đấy các bạn nào. Và đây là gọi là người ta gọi là cái gì nhỉ, quên mất rồi, nên gọi là tank leader phiên bản hàng limited đấy, hàng xịn nhá. Sợ em đủ nhìn em quay gòn đi mà anh chiến là trong mưa. Ok được rồi, mày gọi mày xong rồi, mình sẽ cho team bạn là team bạn cho vô số khổng lồ quá nhá. Đây thì mình đi nhảy tí này, đây cho team bạn này, cho team bạn gian bot này các bạn ơi, chưa có mấy con bay sợ gì nhở. Rồi xong rồi, mà không thích binh đoàn rồi gian đi từ. Đây gọi đệ ra, thằng đệ đâu rồi, đây rồi đệ rồi. Rồi một chút xong rồi, đệ anh hơi bị chất lượng, đệ anh giống anh lên 99%, mặc dù anh to xác hơn nhưng mà anh đừng, đệ anh vẫn là gánh tim đúng không. Cuộc đời thật lắm tay ương, có sao mình lại dễ thương thế này. Tôi, mày đừng có bốc quét, mày đừng có mồm điêu đi. Sư cơ vừa nào hay có công cơ sơ nhỉ. Châu ơi, ta bảo châu này, châu ra ngoài ruộng châu cày với ai. Châu thưa là chẳng cày với ai vì tôi không thích cày, ông tự cày đi. Ok rồi, cuốn ơi. Này đi, gian bót tuổi tôm. Ao yay, cơ này, đeo trường, bạn ạ, đeo trường. Úi giời, sợ tuyệt vời, của nhận thằng đại đấy, mà khỏe hơn đại ca đấy các bạn. Kể ra đại ca thì hiểu cái danh thôi nhá. Đấy, kiểu là bây giờ nhá, giống kiểu như là giống kiểu hàng ngày to xác đấy, gọi là khỏe thì cũng gọi là khỏe đấy, khỏe nhưng mà khỏe đây gọi là khỏe trong những thanh niên yếu đấy thì nó làm gì đấy, em hiểu không? Hiểu kiểu gì thì cũng chỉnh vàng một đứa yếu trong những đứa mạnh đấy. Ở chưa quán ơi, tiếp tục nào. Lần này thì chúng ta sẽ có một trận đại chiến đi, đại hồng chiến quả nhớ. Dựa vào đây là kích dân phát kẻ. Vâng, ok chết ta quên là chưa bật. Và đây là cuộc chiến rất là kinh thiên động địa giữa hai bên, một bên là Gizon phát kẻ với đại ca là Gizon. 2 3 4 đấy, và đây là đội quân Gizon phát kẻ với đại ca là Gizon hàng riu đấy. Hàng phát kẻ sẽ bị hàng riu dẫn dắt quá nào. Ok được rồi, đấy rất đông hàng phát kẻ luôn nha, đấy chưa, rất là chất lượng luôn nha các bạn. Rồi và lần này chúng ta xin đến với một câu chuyện của câu chuyện mới đấy, đó chính là chúng ta sẽ có đối đầu với cả một kẻ địch khỏe hơn, đó chính là Zanston. Đâu rồi, đây rồi, thực ra đây chính là binh đoàn zombie Zanito siêu đông quá nào. Malasada Belenza Canivania. Ok được rồi, em thấy ghê chưa rồi, ghê chưa. Một tình huống mà có lẽ for lò thì đồ làm quá nhiều điều, những tình huống bù bỏ chạy for lò làm búa quá nhích nách, phải nói là for lò võ công quá cao cường. Vâng, và đây luôn kêu anh kêu là người dùng tướng tổ. Úi giời, gọi mà xong rồi hết thọt sợi này, mấy chú không thấy gọi là đầu cắt môi, gọi là thanh niên kia đeo mặt nạ dây chân đi hả, đeo mặt nạ dây chân mà không sợ hả. Anh sỏi này, nhờn này, zombie này, à đúng rồi, mình đang cố vũ thuê bên zombie mà. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, hãy cho nó biết ông chủ mới là ai đã. Chết rồi, sỏi, tuyệt vời, nó như để viên giúp như thế nào. Ok được rồi con ơi, rồi con ơi, mọi người, sỏi, ui giời ơi, Jason ấy, anh em xuất ra một kinh nghiệm nhá, anh em đeo một cái mặt nạ sắt ấy. Kiểu là nếu như có một chiến tranh mà thế giới cậu cầm kiếm cầm khiên các thứ đi đánh nhau ấy, thì nếu anh em có một cái mặt nạ sắt
thì đừng bảo dài solo với mấy thằng có cầm khiên với đội mũ sắt, còn là mặc dù nhìn nó giấy đâu nhưng mà mày tao chó mày rồi quả. Và đây là mình đoàn kiếp doan pha ke lên thủ thôi anh em ơi, đoàn kiếp doan pha ke chỉ có thể thủ thôi, mình sẽ dụ bọn này để ao đây. Và đây một tình huống mách to. What is that? What is that? Ok tao đội em là di vai đồng đội em. Ok rồi, qua đây lên chơi skin này đi. Và đây xem một trận chiến cực kỳ kinh thiên động địa giữa kiếm nhà vua, không biết là vua kiếm hay là kiếm của nhà vua nữa các bạn, mà thôi kệ đi, chúng ta không biết được biết nữa các bạn. Vâng, và đây là một binh đoàn kiếm nhà vua vô cùng là đông đảo các bạn. Tôi là người từ đài truyền hình trực tiếp Dung 123, muốn xin yêu cầu mọi người thắt dây an toàn vào và ấn nút subscribe và like trước khi trận chiến nổ ra. Tuyệt quá, thế mới là hảo hán chứ. Ủng hộ mình tí đúng không? Tuyệt vời. Ok rồi, lần này chúng ta sẽ triệu hồi ra một anh gọi là cầm đầu. Ấy, mặc dù anh ta nhìn rất là chấu tre nhưng mà không sao. Sợ ai nha, hít tất cả chất lượng ấy, khinh thường cái địch quân. Đừng bao giờ khinh thường gặp bé bên ngoài quan trọng như thế à? Bé bên ngoài quan trọng như thế à? Vâng thưa, bé bên ngoài rất quan trọng. Ok rồi. Sợ tuyệt vời chết rồi, bị bắn thẳng vào mặt các bạn ạ. Ok không sao. Vâng, rất là chiến các bạn ạ. Và đây là thủ lĩnh của binh đoàn kiếm sĩ siêu đông các bạn ạ. Nào mày tay nái mày được con trai. Vậy là những thanh niên đẹp trai của chúng ta đội mũ sắt đi bảo hiểm, chứng tỏ là làm sang hồ mạng xong rồi là đội mũ sắt đeo bảo hiểm để tránh việc gọi là đeo bảo hiểm để tránh việc gọi là u đầu mỉa chán các bạn ạ. Rất là thông minh, từ bé là chưa thấy anh nào khôn như mấy anh này. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tránh việc u đầu về chán con ạ, được rồi. Nhưng không sao, anh ta vẫn rất là khỏe đúng không ạ? Cực kỳ khỏe con ạ. Ôi giời ơi, tuyệt vời. À, rồi, 100 người. Nếp cạp kết thúc cạp, phát môn đồ giáp, rồi từ có 1.000 lần. Ôi giời ơi, mày ra stone khỏe vậy. Ảo ma la sa da ca la da ve le la ca đi phát vậy. Ôi, chết dở rồi, titan. Không ngờ cũng ngày ta phải sử dụng tuyệt kỹ này. Nắp ca khách trúc ngàn, mai mua nó ra xung quanh từ 1.000 lần. Và đây một tình huống mách to, tèo. Ơ, chết tỏ rồi. Tèo, những lời làm tiêu. Tèo, những lời làm tiêu qua la lên tên. Không thể nào bắt đầu mà. Mày, mách to, ao này. Làm gì đấy, chúng khét đấy nhờ. Vâng, kẻ địch giữ vững cục đá đấy, kẻ địch sẽ giữ vững cục đá giúp bạn rồi. Vâng, và đây là một lần này sẽ là một thứ khá là thú vị đây. Ở chỉ là chúng ta sẽ có một binh đoàn gian stone. Ôi titan, gặp mấy anh titan này đáng sợ phết. Ôi sợ quá phải ban nó thôi. Ok được rồi. Vâng, phải nói là mấy anh gian stone lâu lắm rồi. Nếu bạn nào để ý kỹ ấy, thì chắc chắn là con này ngày xưa nó là khiếp doan bạn ạ đấy. Sau một thời huy hoàng vừa một tắt, thà hơn le lói suốt trăm năm bạn ạ. Ok được rồi, anh ta đã là huy hoàng vừa tắt. Giật tắt xong anh ta le lói suốt trăm năm, anh ta vẫn quyết định là muốn đi hàng thêm một lần nữa. Đấy, đấy là hết quạt, được rồi. Muốn đi hàng thêm một lần nữa bạn ạ. Rồi, mình xong rồi. Tới nãy rồi. Chạy hiệp quay. Nice. Ấy, bây giờ ảo chưa, ảo ma Canada chưa? Con zombie to như thế này. Ấy, chết tỏ đấy, tay ra con cũng mà thôi, không sao đâu bạn. Đây, con zombie nhìn chiến như thế này, không thể đẩy được một đá bạn. Cục đá bé tí ti này đấy, bao nhiêu con zombie đẩy này cũng không đẩy được. Đây người ta là cục đá quyền lực. Nó giống như là cái móng nhà vậy, đàn, à, lộn. Nhà mà không có bóng thì cũng chết, nhưng mà nhà không có nóc thì cũng tèo bạn. Slack, phải tự dưng bạn nó lắc với ảo ma, à, bạn này nó giòn một chỗ bạn ạ. Ok, được rồi. Chuẩn bị đây. Và đây là Fortino. Quậy bệnh quá. Ảo ma Canada, Venezuela, California luôn bạn. Ảo thật đấy. Chưa gặp trường hợp nào như thế này. Phải tự. Ôi chết giỏ rồi. Quên mất 1.000 đạp. A full shipment đâu cả trình. Anh xin lỗi vì anh đã sai. Anh xin lỗi vì em đã đúng. Chưa tính nước này. Sao anh mua hả? À, chú tính sao là sao người thành mùi thương. Ok được rồi,
ưa vẻ bề ngoài không quan trọng lắm. Con này nó láo lắm. Ừ. Cháu chỉ dọa nó tí thôi mà nó cũng mở cái chỗ này nhiều máu này. Hình. Chơi lại con nhé. Đây. Và đây sẽ là đội hình mạnh nhất lịch sử, gọi là Sotico Legacy. Chú phụ em được rồi con ơi. Nào, và binh đoàn mạnh nhất lịch sử Sotico Legacy tính từ tập này đấy. À được rồi, tập này chúng ta sẽ có binh đoàn zombie solo kill với cả một binh đoàn gian bot ấy, gian leader. Vâng, và đây là trận chiến solo kill giữa hai bên. Úi dồi ôi, gian leader phiên bản châu Âu quên ạ, đấy châu Phi phải nói là chân to hơn nách đấy. À không phải chân to hơn nách mà là gọi là da đen siêu đen các bạn ạ. Mặc dù mình cũng kỳ thị người da đen nhưng mà thôi kệ, nói thế đấy các bạn, mình chơi thế cho nó vuông. Ok rồi, và đây là Florentino. Một tình huống mà có ai mà làm quá nhiều điều như thế. Florentino Florentino, phải nói là cực gắt. Xin qua đánh Nobita, Nobita bay tận con Canada Venezuela. Ok rồi quân ơi. Trời ơi không, Binh đoàn Canada của mình, binh đoàn ấy không ổn rồi. Không ngờ, không ngờ ta sử dụng thuật kỹ này. Nắp cạt 1 triệu, bắt luôn được ra trong 1 triệu lần. Teo. Nhưng lấy đám tiêu quá la. Đình tình công tên là mất cắn bức. Được mà cái mình cũng chỉ gọi mà xong rồi. Ok được quân ơi. Mình sẽ bấm thử các con xem con nào thay đổi không bạn nhé. Gần như chả có con nào thay đổi cả các bạn ạ. Đa phần là mấy con này thôi quá, đa phần là mấy con này thay đổi thôi nhé các bạn nhá. Nhọn nhọn áo nhảy cần hệ đập huy chương. Hiệp quay Hiệp boy. Sợi. Tích cậy. Trời ơi. Mọi người mua quần áo giúp em nào. Ok được rồi bạn ơi. Trời xanh đây trắng nắng vàng. Anh đang đi thì anh tới chơi. Một nửa tính nữa đây. Nửa anh muốn ra chơi với nàng. Đấy. Ok được rồi bạn ơi. Sợi. Nói chung thì vô cực vương niệm bạn ạ. Không biết là sau khi mình mua cái gói vô cực vương niệm đấy như nào. Có bạn nào mua cái gói vô cực vương niệm chưa nhỉ? Ok. Ok, let's go. Được rồi, đi thôi. Ok. Thay đồ nè. Đồng chí Tờ Linh. Ê, thay đồ. Sao? Đây, chúng ta sẽ có một đội hình. Đội hình Gibson. Gibson gọi là đội hình. Đây người ta gọi là đội hình Gibson ma cà rồng phát kẻ. Đấy. Ok, được chưa? Đội hình Gibson ma cà rồng phát kẻ. Rồi. Với cái 4 con Gibson thủ lĩnh thật đấy. 4 con Gibson thủ lĩnh hàng riu. Ai chết tao triệu hồi đâu ra một con được cái địch bắn ơi. Sẽ đối đầu binh đoàn siêu siêu mạnh. Gian leader cùng với rồi. Kai Rider đấy. Kai Rider. Sợi. Tuyệt vời. Mọi người để view giúp em nào. Ok được rồi. Cheater Link lên đồ. Ok, xem nào. Mạnh ura Sinyon Elite Kipaiti ura. Được rồi con ơi. Các bạn đoán ai thắng nào. Ui giời kiếm Titan kìa. Ma Canada Titan đây. Bảo đây là Gibson Titan hàng riu. Ui mình ghê chưa. Quá ghê luôn đây. Đây là cấp 3 các bạn ơi. Gọi là cấp đã cấp pro đấy các bạn. Mạnh rồi xong rồi. Nhưng mà chắc lấy clip của mình này các bạn. Để bữa nay chúng mình like một chút kỹ nha. Thôi tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.